Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video sâu đồ tống kim này vui vẻ anh em ơi. Ở video này thì Khải vừa rồi thì Khải thấy ông Nguyên Việt này cùng phe bên Khải và đang được top 2. Khải tranh giành top với ông này. Đồ tính ra Khải thua có một cao tơ đã lên top 2 anh em ơi. Một cao tơ điểm thôi. Cuối không ăn được mạng nào nữa, ăn được là lên đẹp rồi. Ok, thì chúng ta cùng sâu đồ xét đồ của cao thủ Nguyên Việt. Ở trong trận đấu này thì anh ta đã được 47k, 138 người, 24 người mà sơ, tử vong 33 lần và liên chạm 22. Chúng ta cùng xem thử phái gì đây. Phái gì thì Khải chưa biết mà hiện tại đẳng cấp 109. 109 nha anh em. 109 cấp và chắc chắn là hạng hai số rồi. Rồi đã coi hiện ạch giáo đan. Ạch giáo đan rồi anh em ơi, 225 sinh khí và 409 nội công. Chúng ta cùng xem đồ. Một cái nón 30 chón, sinh lực 138. Ok, sinh lực khá là cao. Một cây phi đao, sinh lực 77 và chón 30, kháng hỏa 7. Chắc chắn đi áo kim hay là do truyền kim. Một cái áo phục hồi 40, sinh lực 114. Một gia truyền kháng cả 12. Khả thua 400 điểm à nè. Đục quá nhỏ, xém phát một tí top 2. Gia truyền kháng cả 12, áo kim, sinh lực 114. Nhìn sâu qua là Khải nghĩ chắc chắn ngạc này là giỏ đan rồi nè. Chắc chắn ngạc này giỏ đan rồi. Tại vì giỏ đan thì ưu tiên sinh lực nè. Đa số sinh lực khá là cao. Tiếp đến bao tay coi. Một tay 540. Đai lưng khăn lôi 27. Nhận khăn lôi 15, sinh lực 155. Đai lưng thì sinh lực 14 thôi. Một cái giày, đôi giày hơi bị giỏ một tí là tóc 30, sinh lực 100. Khăn lôi hơi thấp. Nhận trên sinh lực 140. Ngập bòi chắc chắn chón rồi. Rồi ngập bòi chón 20, sinh lực 89. Tính qua thì tổng quan xét đồ này cũng khá là ok nè. Gọi là tầm trung đủ chơi nè. Không phải là gọi VIP quá VIP, nhưng mà gọi là ok. Tầm này là chơi vô tư rồi nè. Hiện tại đang sở hữu cho mình một phi phong, cái này cũng có một cấp. Thì Khải nghĩ chắc chắn anh ta sẽ cắn cái nhắc kỹ trên đầu nè. Nên là hiện tại sẽ có được hai kỹ năng cũng có. Chắc chắn là vậy. Lên đến cái top như thế này thì Khải nghĩ ai cũng có thể là hai kỹ năng hết rồi. Đây. Thì tổng qua thì xét đồ này gọi là xét đồ chung nha em, không phải quá cool cũng không phải quá VIP. Xét đồ như thế này thì Khải nghĩ dao động khoảng tầm 20 kim, khoảng tầm 1,5 triệu, khoảng tầm 1,5 triệu quay đầu thì Khải nghĩ là xét đồ này đủ sắm nha em. 1,5 triệu quay đầu là đủ sắm rồi nè. Đây thì anh này đủ mấy sao đâu dữ ta, chết rồi. Nhắn xế sao chạy máu tay rồi, đau quá. Là đang có cho mình 80 chón. Đang có cho mình 80 chón và 45 chậm nha nè. 80 chón đó là từ nón 30, vũ khí 30 và ngọc bòi 20. Trời, chạy máu quá. Thì set đồ này đang có cho mình 80 chón, 80 chón và 45 chậm nha nè. 80 chón 45 chậm. Trời mẹ đó. Rồi Khăn lôi khá là cao ấy. Khăn lôi là 15, 27 là 42. 42. 42 với cái này 4 nữa là 46. 46 với cái này 12 là khăn lôi được 56 rồi. Khăn lôi được 56. Khăn hỏa thì được 17. 17 với 7 là 24. 24 với cái này được khăn hỏa 36 nha nè. Khăn hỏa được 36. Đó. Xét đồ này là gọi xét đồ phá hành nha nè. Xét đồ phá hành đi theo một khí thủy. Đi theo một khí thủy. Ngập bòi này chỉ kết được dòng đầu rồi nè. Dòng 2 không kết nha. Chỉ kết được dòng đầu thôi. Tại vì cái bao tay này dòng 1 là cần đôi giày rồi nè. Bao tay này dòng 1 cần đôi giày nè. Nên là không thể mang đôi giày kim được. Không thể mang đôi giày kim được. Trời ơi đâu dưới ta. Rồi nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Nguyên Việt. Khải nghĩ là giỏ đan quyền nè. Một là giỏ đan quyền, hai là thiên nhẫn. Nhưng mà Khải nghĩ tỷ lệ giỏ đan quyền là cao. Để coi xem cái chân tốt. Tại vì tầm này chưa cập nhật hạng này chắc là chưa có. Hạng dấu hỏi nè. Hạng dấu hỏi 109 MR Việt. Nguyên Việt. Khả nghĩ là giỏ đan này nè. Chỗ này không thấy mà khả nghĩ là tỷ lệ giỏ đan khá là cao. Rồi ok, anh em xem thì đừng quên ủng hộ Nguyên Việt một like, chia sẻ ủng hộ, cũng như ủng hộ Duy Khải Gaming một like, chia sẻ cho anh em ơi. Và anh em thích soi đồ cầu thủ nào ở bên thì anh em có thể comment ở bên dưới để Khải có thể soi tiếp tục cho anh em ơi.